Còn tại chùa Bà Đa, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 4 tháng 7, các thành viên câu lạc bộ 14 chữ đã tổ chức nấu cơm chay phát tặng người nhà và thí sinh tham dự kỳ thi đại học tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Ngày đầu tiên, nhóm đã thực hiện 450 hộp cơm chay gồm 4 món ăn, canh và một chai nước uống. Trước khi mang đi phát, hơn 40 hội viên của câu lạc bộ đã quỳ dưới Tam Bảo phát nguyện hỗ trợ cho các thí sinh được thọ nhận phần chay thanh tịnh và may mắn trong mùa thi năm nay. Ngay khi các thí sinh làm xong bài thi, thành viên câu lạc bộ đã tiếp đón và phát cơm, nước uống miễn phí. Nhiều phụ huynh ở xa cũng đã hoan hỉ nhận phần cơm này. Phật tử Quảng Nhiên, phó chủ nhiệm câu lạc bộ 14 chữ thành phố Đà Nẵng cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm nay, câu lạc bộ 14 chữ Đà Nẵng sẽ phân công các thành viên đưa đón, hỗ trợ sim điện thoại, chỗ ở và cơm chay cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.